Kính thưa quý vị, để trả lời cho câu hỏi ai sẽ lên thay ông Võ Văn Thưởng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Blogger Người Buôn Gió, tức là ông Bùi Thanh Hiếu, một nhân vật rất am hiểu nội tình chính trị cung đình Cộng sản Việt Nam, trong một bài đăng mới nhất trên Facebook cá nhân, đã trả lời rằng đó là tân Chủ tịch nước Tô Lâm. Blogger này lý giải đây là lựa chọn bắt buộc theo quy định của Đảng Cộng sản. Cho dù là mong muốn hay không, thì ông Tô Lâm vẫn được hoặc bị nhận chức Chủ tịch nước do ông Võ Văn Thưởng tự xin về, mà thực tế là do ông buộc phải về hưu. Theo quy định, để lọt vào tứ trụ hoặc ngũ trụ, thì cần phải có chọn một khóa làm ủy viên Bộ Chính trị. Hiện nay, những ủy viên Bộ Chính trị đã làm chọn khóa 12 là ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, bà Trương Thị Mai, ông Võ Văn Thưởng và ông Tô Lâm. Còn các vị còn lại chỉ mới đang làm 2 phần 3 khóa. Sở dĩ phải dùng đến khái niệm bị buộc phải làm hay được làm chủ tịch nước đối với ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Bởi đến nay, vẫn chưa rõ việc ông Võ Văn Thưởng bị hạ bệ là do ai chủ trương vạch ra sai phạm của ông Thưởng hồi mà ông này làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Hãy đặt giả thiết là ông tô lâm được làm chủ tịch nước ông đã chỉ đạo công an vây bắt hậu pháo rồi bất ngờ chuyển cánh vào quảng ngãi vĩnh long hạ gọn ông võ văn thưởng để lên nắm chức chủ tịch nước và tiến tới cơ sở sau này vào trường hợp đặc biệt để ngồi thêm một khóa nữa tức là ông tô lâm đang chủ động tình hình vào trường hợp này ghế chủ tịch nước chắc chắn vào tay ông tô lâm là đương nhiên và ông không phải mất công tính toán gì nhiều nếu quả thực bộ trưởng công an tô lâm chủ mưu hạ ông thưởng để giành lấy chiếc ghế chủ tịch nước thì điều quan trọng cốt lõi nhất là ông phải tính đó là ai sẽ nắm ghế bộ trưởng công an sau ông nếu người thân cận của ông tô lâm nắm chắc bộ công an ông nắm ghế chủ tịch nước thì ông tô lâm đã quyết định ra tay bất ngờ với ông thưởng còn nếu như không chắc chỉ ra tay để mình ông leo lên chủ tịch nước còn bộ công an thì rơi vào tay người khác thử hỏi ông tô lâm có quyết hạ gục ông thưởng hay không hơn ai hết ông tô lâm đã thấy bài học khi mà ông trần đại quang lên làm chủ tịch nước và ông tô lâm làm bộ trưởng công an ngay sau đó là cả sàn tướng tá công an ninh bình và những sân sau của ông trần đại quang đều bị đưa vào lò làm củi ông trần đại quang chỉ biết ngồi nhìn đàn em bị thịt để rồi kết cục đến bản thân mắc bệnh lạ từ trần lúc đang ngồi trên ghế chủ tịch nước và tất cả những gì mà ông trần đại quang gây dựng trong cả cuộc đời đã mất sạch liệu rằng ông tô lâm có hạ ông võ văn thưởng để lên làm chủ tịch nước để rồi cho người khác nắm bộ công an và bài học của ông trần đại quang còn ngay trước mặt hay không đến đây thì cần đặt giả thiết ngược lại phải chăng chính ông tô lâm bị rơi vào cái bẫy phải làm chủ tịch nước và phải bàn giao quyền lực bộ công an cho người khác. Mà nhân vật đó có thể là ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, hoặc là ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhân vật thứ ba có thể là Nguyễn Hòa Bình, tránh án tòa án nhân dân tối cao, bởi cả ba nhân vật này đều là ủy viên bộ chính trị và có xuất thân trong ngành công an. Nếu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước, thì khả năng ông Phan Đình Trạc sẽ làm bộ trưởng công an nhiều hơn. Vì sao như vậy? Vì ông nên thành chính khách hợp hơn làm bộ trưởng bộ công an. Và cũng vì ông Trạc làm ở ban nội chính, có quan hệ chặt chẽ với ngành công an và ủy ban kiểm tra trung ương. Ở cương vị là phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trưởng ban nội chính trung ương, thì quyền lực của ông Trạc có lúc còn chỉ đạo cả bộ công an và ủy ban kiểm tra trung ương của đảng và ông trạc lại đang là ủy viên bộ chính trị chức vụ bộ trưởng bộ công an nhất thiết phải là ủy viên bộ chính trị nếu đưa ông trần quốc tỏ lương tam quang và nguyễn duy ngọc lên nắm bộ công an thì lại phải bầu bổ sung ủy viên bộ chính trị cho ghế bộ trưởng bộ công an mà bầu bổ sung cho suất ủy viên bộ chính trị cho ghế bộ trưởng bộ công an sẽ dẫn đến việc phải bầu bổ sung ghế ủy viên bộ chính trị cho chức phó thủ tướng thường trực cho ghế trưởng ban kinh tế trung ương đang bị khuyết. Bởi chả lẽ bầu mỗi ghế ủy viên bộ chính trị cho ngành công an thì cũng khó ăn khó nói. Từ nhiệm kỳ trước, đã có vài ủy viên bộ chính trị bay ghế, nhưng lại không có chuyện bầu bổ sung. Khóa 13 này, các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh bay ghế, cũng không có ý kiến bầu bổ sung ủy viên bộ chính trị. Cho nên nếu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước, chắc chắn ghế bộ trưởng công an sẽ rơi vào tay Phan Đình Trạc vì ông này có ưu thế nổi trội hơn cả hai ông Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Văn Nên. Trường hợp ông Nên mà được làm bộ trưởng bộ công an thì ghế bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh biết dành cho vị ủy viên bộ chính trị nào cũng là một vấn đề rất nan giải. Còn nếu như để ông Nguyễn Hòa Bình làm bộ trưởng bộ công an thì quý vị hãy ngẫm xem, ông Võ Văn Thưởng về thay thế ông Bình làm bí thư Quảng Ngãi chủ trương phê duyệt dự án cho hậu pháo. Liệu những dự án lớn như thế này có dễ dàng soạn ngay hay là nó đã được soạn sẵn từ thời ông Nguyễn Hòa Bình? Chưa kể là vụ Hồ Duy Hải. Thấy dư luận sôi sục, ông Nguyễn Phú Trọng có ý kiến vào năm 2019 với Lê Minh Trí để ông Trí trên cương vị Viện Kiểm sát đưa ra kháng nghị giám đốc thẩm. Nhưng hai ông Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình đã giữ nguyên mức án và bác bỏ kháng nghị của lê minh trí ông nguyễn hòa bình còn ngồi được ghế tranh án ủy viên bộ chính trị mà chưa bị vào lò là còn may mắn lắm rồi mơ tranh đua với ông trạc hay đàn em của tô lâm để chiếm ghế bộ trưởng bộ công an thì quả thật là quá to gan nếu ông phan đình trạc làm bộ trưởng bộ công an thì người thay thế ông trạc lên làm trưởng ban có thể là Phó Ban Nội Chính Trung ương Phó Văn Dũng. Ông Dũng không cần phải là Ủy viên Bộ Chính trị, vì chức trưởng Ban Nội Chính trước đời ông Trạc cũng chỉ là Ủy viên Trung ương cũng làm được. Ông Dũng lại sinh năm 1960, ngồi tạm đến hết khóa là về, không gặp khó khăn gì về ghế trưởng Ban Nội Chính do ông Trạc để lại. Mà ông Trạc làm Bộ trưởng Bộ Công an kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực thì sẽ ngang ngửa với Tô Lâm làm Chủ tịch nước có đàn em làm thứ trưởng bộ công an. Cuộc đốt lò sẽ cháy tiếp tục, cuộc đốt lò sẽ cháy tiếp tục, và còn cháy căng hơn nữa, và có thể là những thanh củi trong bộ công an sẽ xuất hiện. Chẳng hạn trong bộ công an, nhiều người bất mãn việc đại tá Phạm Trường Giang từ phó giám đốc công an Hải Dương lên làm giám đốc công an tỉnh Phú Thọ, rồi về nắm cục tài chính bộ công an với hàm thiếu tướng, quản lý ngân sách hàng trăm ngàn tỷ mà không trải qua kinh nghiệm công tác ngày nào ở cục trong khi những cục phó ở cục này công tác lâu năm và có kinh nghiệm có chuyên môn đang là thiếu tướng lại không được bổ nhiệm luận án tiến sĩ của thiếu tướng phạm trường giang là bắt trộm vặt ở khu công nghiệp tiền nhiệm của phạm trường giang là trung tướng trịnh ngọc bảo duy ông duy công tác thâm niên ở cục tài chính ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành kế toán ở học viện tài chính đề tài quản lý sử dụng nguồn vốn. Kết quả ai làm bộ trưởng công an, đó mới là điều đáng quan tâm hơn ai sẽ là chủ tịch nước. Giờ phút này, ông Phan Đình Trạc là ứng cử viên sáng sáng nhất. Cửa ông Tô Lâm từ chối, đẩy bà Trương Thị Mai làm chủ tịch nước đến giờ quá hẹp. Người ta đang tính tiễn nốt bà Mai về, để ông Tô Lâm không có cách nào thoái thác vị trí chủ tịch nước một vị trí xui xẻo không khác gì vị trí trưởng ban kinh tế trung ương tóm lại ông tô lâm làm chủ tịch nước mà ông lương tam quang làm bộ trưởng bộ công an thì có thể nói là ông tô lâm được làm chủ tịch nước còn người khác như ông trạc làm bộ trưởng công an thì coi như ông tô lâm bị làm chủ tịch nước nghĩ thật vui chỉ có chế độ này mới có những danh giới mong manh được mất như vậy khi thăng chức Chứ bên châu Phi thì rõ ràng lắm. Lên chức là lên quyền. Nhiều khi lên chức lại mất quyền như ở xứ ta. Quý vị vừa nghe xong bài bình luận của tác giả Bùi Thanh Hiếu, tức là blogger người buôn gió, được đăng trên Facebook cá nhân. Kính thưa quý vị, ở các nước phương Tây, khi tranh cử cho vị trí nguyên thủ quốc gia thì lý lịch của ứng viên là một trong những đề tài được báo chí khai thác nhiều nhất. Nhưng ở Việt Nam, đột ngột có một người nhận chức chủ tịch nước mà không cần tranh cử và thông tin về gia đình của họ lại rất mơ hồ. Đầu tiên là về vấn đề mập mờ thông tin gia đình tân chủ tịch nước. Cho tới ngày 2 tháng 3, lúc mà ông thưởng tuyên thệ nhập chức, thông tin về cha mẹ của ông này gần như không có gì được công khai, mặc dù quá trình học tập làm việc của ông này được công bố một cách rất rõ ràng và chi tiết. Trang thông tin về ông Võ Văn Thưởng trên bách khoa từ điển mở Wikipedia đã bị sửa hơn 60 lần từ ngày 1 tháng 3, từ lúc mà Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu họp phiên bất thường chỉ tới ngày 3 tháng 3 một số trang mạng không chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng sau mới đưa thông tin về cha và mẹ của tân chủ tịch nước. Theo đó, ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại Hải Dương, nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long. Gia đình của ông Thưởng rời vùng miền Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Những trang mạng thân chính quyền cũng đưa tin ông Võ Văn Thưởng là con trai của ông Võ Trần Chí, cháu ngoại của Võ Văn Kiệt. Khi phân tích các dữ liệu này, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều điểm bất hợp lý đáng ngờ về gia thế cha mẹ của vị tân chủ tịch nước. Thứ nhất, về câu hỏi Võ Trần Chí có phải là cha của Võ Văn Thưởng hay không, có hai thông tin đáng chú ý về nhân vật này. Thứ nhất, Võ Trần Chí sinh năm 1927 Thứ hai, năm 1954, ông Võ Trần Trí không tập kết ra Bắc. Còn ông Võ Văn Kiệt sinh năm 1922, lớn hơn ông Võ Trần Trí 5 tuổi, cùng hoạt động cách mạng tại miền Nam. Nếu Võ Trần Trí là con rể của ông Võ Văn Kiệt, thì chẳng khác nào ông Chí ngủ với con gái của đồng chí của mình. Nếu như nói rằng ông Võ Văn Thưởng sinh ra ở Hải Dương là con của một gia đình cách mạng miền Nam tập kết ra Bắc thì giai đoạn 1954 đến năm 1975 Võ Trần Chí chỉ hoạt động ở miền Nam thì làm sao có thể là cha của Võ Văn Thưởng? Câu hỏi thứ hai, Võ Văn Kiệt có phải là ông ngoại của Võ Văn Thưởng? Cũng dựa vào dữ liệu được các trang mạng thân chính quyền cộng sản công bố thì ông Võ Văn Kiệt có hai người vợ chính thức một người không hôn thú và ông Kiệt chỉ có một người con gái duy nhất đã qua đời vào năm 8 tuổi. Người vợ đầu tiên của ông Kiệt tên là Trần Kim Anh, sinh năm 1932 và mất năm 1966. Bà này sinh ra ba con trai và một con gái. Năm 1966, bà Kim Anh cùng hai người con thiệt mạng bởi tên lửa Mỹ, trong đó bao gồm người con trai út và người con gái duy nhất là Phan Thị Ánh Hồng. Vậy người con gái này mất khi mới 8 tuổi, không thể sinh ra cháu ngoại cho ông Kiệt được. Và một người vợ không có hôn thú của ông Võ Văn Kiệt là bà Hồ Thị Minh, chỉ sinh ra một người con trai là Phan Thanh Nam, sinh năm 1952 ở miền Bắc. Ông Nam là người đọc lời cảm tạ trong lễ tang của ông Võ Văn Kiệt. Còn bà Phan Lương Cầm thì học ở Liên Xô từ năm 1968 đến năm 1973, kết hôn với ông Kiệt năm 1984. Trong các tư liệu công khai thì bà này không có con với ông Kiệt. Vậy bà này và ông Kiệt cũng không thể có cháu ngoại. Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng bà Phan Nương Cầm chính là mẹ của ông Võ Văn Thưởng. Nguồn tin này nói rằng bà Phan Lương Cầm đã tháp tùng ông Võ Văn Kiệt trong chuyến công tác Đông Đức vào năm 1973 với vai trò là nữ hộ lý. Vì sợ bị dị nghị, nên sau khi sinh ra Võ Văn Thưởng, thì bà này đã đôn tuổi ông Thưởng lên năm 1970. Đây là thông tin được nhiều người cho rằng hợp lý nhất. Nó cũng trả lời cho câu hỏi, tại sao ông Kiệt 62 tuổi mà vẫn phải cưới bà Cầm? Tuy là nguồn tin khó kiểm chứng, nhưng việc lập lờ của Đảng Cộng sản càng làm củng cố thêm quan điểm này. Và trên thực tế, nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng mập mờ về vấn đề cha mẹ. Trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Khi ông này nhậm chức Tổng Bí thư, có nhiều tin đồn cho rằng ông là con rơi của Hồ Chí Minh. Đại sứ Australia lúc bấy giờ là bà Sue Boyd, người nổi tiếng là bộc trực đã hỏi thẳng nông đức mạnh có phải là con của hồ chí minh không ông mạnh đã trả lời rằng ở việt nam ai cũng đều là con của bác câu trả lời lập lờ không phủ nhận cũng không khẳng định này càng củng cố thêm quan điểm rằng ông mạnh là con của ông hồ chí minh ngay cả trường hợp của ông hồ chí minh cũng có nhiều tranh cãi về nguồn gốc một số người nghi ngờ về việc nếu như trong quá trình hoạt động cách mạng người ta có thể dùng bí danh nhưng khi thành công thì không quay lại họ cha mà vẫn giữ họ hồ và trước những tin đồn về các mối quan hệ bất minh này thiết nghĩ đảng cộng sản việt nam cần phải công khai minh bạch thông tin về tiểu sử của tất cả các đảng viên vì nếu càng mập mờ thì người dân càng dễ lung lay bởi những lời đồn dẫn tới suy giảm niềm tin vào cái gọi là đạo đức cách mạng và uy tín của lãnh đạo Đảng Cộng sản. Quý vị vừa nghe xong bài viết Cha của tân chủ tịch nước là ai? của tác giả Trần Quý Thường. Bài viết được đăng trên trang web Việt Nam Thời báo.